Có bao giờ bạn thắc mắc, cũng là cơm hộp, nhưng cơm hộp thông thường có giá khoảng tầm 30, 40, 50 nghìn đồng, còn cơm hộp bento lại có giá đắt gấp đôi, gấp 3, thậm chí gấp 4 lần? Nếu có, video này chính là thông điệp mà vũ trụ gửi đến bạn như một lời giải đáp cho thắc mắc, cơm bento là sao mà đắt và đẹp thế nhỉ? Nếu như đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm like video này và đăng ký kênh để đón xem những câu chuyện thú vị về ẩm thực trên khắp thế giới nha! Bento có nghĩa là cơm hộp, là một bữa ăn đóng hộp dưới sự kết hợp của nhiều thành phần khác nhau nhằm đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho bữa ăn của người Nhật. Ở hiện tại, nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng có những phiên bản cơm hộp xinh xắn mang màu sắc riêng. Nhưng một điều không thể thay đổi, đó chính là khi nhắc đến bento, người ta lập tức nhớ đến nơi khai sinh ra nó, Nhật Bản. Bento là một bữa ăn, mua mang đi hoặc có thể chuẩn bị sẵn tại nhà. Bento có sẵn tại nhiều nơi trên khắp Nhật Bản, bao gồm các cửa hàng tiện lợi, các quán bán bento, ga tàu điện và các cửa hàng bách hóa. Tuy nhiên, món bento được yêu thích nhất dường như vẫn là những hộp cơm xinh đẹp và không đụng hàng từ những người nội trợ Nhật Bản. Họ dường như rất hài lòng với việc dành thời gian và công sức chuẩn bị những hộp cơm bento chu đáo cho gia đình, cho chồng mang đi làm, cho con cái mang đi học và cho cả chính bản thân họ. Nguồn gốc ra đời của cơm hộp bento Nhật Bản. Nói về nguồn gốc, hộp cơm bento ra đời vào cuối thời Kamakura khoảng năm 1300 từ thói quen sử dụng cơm rang và đựng trong một chiếc hộp nhỏ của người Nhật. Đến thời Azuchi Momoyama khoảng năm 1568 đến năm 1600, các hộp đựng cơm bằng gỗ sơn mài bắt đầu xuất hiện và người Nhật dùng cơm bento đựng trong những chiếc hộp này khi ngắm hoa anh đào vào dịp lễ Hanami hoặc ăn trong các bữa tiệc trà. Sang đến thời Edo năm 1603 đến khoảng năm 1867, hộp cơm bento được người Nhật phát triển thành nhiều biến thể khác nhau như Koshi bento hay Ekiben. Đến thời Taisho, năm 1912 đến 1926, bento đã đạt được đến đỉnh cao nghệ thuật khi được đựng trong các hộp làm bằng nhôm với những phụ kiện xa hoa, trở thành nét đặc trưng của ẩm thực cung đình và là nét nghệ thuật độc đáo tại xứ sở hoa anh đào từ đó. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, bento được bình dân hóa, trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống bận rộn của người dân Nhật Bản. Cơm hộp bento bắt đầu được bán dưới dạng ăn liền tại các siêu thị và cửa hàng thực phẩm Nhật. Nó phổ biến đến nỗi dường như trở thành một món ăn không thể thiếu của người dân Nhật Bản, từ trường học, quán ăn bình dân đến cả những nhà hàng sang trọng. Các loại cơm hộp bento. Hộp cơm bento truyền thống bao gồm cơm, cá hoặc thịt cùng một hay nhiều món rau ăn kèm. Tất cả được sắp xếp một cách tỉ mỉ, khéo léo trong chiếc hộp đựng, làm từ nhiều chất liệu khác nhau như gỗ sơn mài, kim loại như nhôm hay nhựa. Các hộp này có nhiều hình dáng, nhưng phổ biến nhất là dạng hình chữ nhật, hình bầu dục hoặc là hình tròn. Hãy cùng điểm qua các kiểu cơm bento phổ biến ngay bây giờ nha! Shokado bento là bento với hộp chứa bằng gỗ sơn mài đen truyền thống. Chuka bento là bento với những thức ăn được nấu theo kiểu Trung Hoa. Makunuchi bento là bento truyền thống với cơm, một loại dưa muối, một lát cá hồi hun khói, trứng cuộn và những món phụ khác. Kamameshi bento là bento được đựng trong các hộp đất sét nung bán tại các nhà ga ở vùng Nagano. Noriben là loại bento với cơm và lá rong biển nori tẩm xì dầu. Sake bento là loại bento đơn giản với món chính chỉ là một lát cá hồi hun khói. Shidashi là một loại cơm hộp được bán tại các nhà hàng với những món ăn Nhật truyền thống như tempura và dưa muối, bên cạnh đó còn có cả những món ăn nấu theo kiểu phương Tây. Sushizume là loại bento chỉ bao gồm sushi. Toribento là loại bento phổ biến ở vùng Gunma với một miếng gà nấu với một loại sốt và dùng với cơm. Hinomaru bento là cơm quốc kỳ. Sở dĩ loại bento này có tên gọi như vậy là vì nó chỉ có cơm trắng với một quả mơ muối, làm hộp cơm trông giống như một lá cờ Nhật. Dù rằng chỉ ăn cơm với một quả mơ muối nghe có vẻ khá kỳ lạ, nhưng đây lại là loại bento được rất nhiều người ưa chuộng. Hayaben có nghĩa là bento sớm, tức là phần cơm sẽ ăn giữa bữa sáng và bữa trưa, sau đó mới ăn một bữa trưa chính thức khác. Ekiben bento là loại bento bắt đầu xuất hiện từ thời Meiji, từ năm 1868 đến năm 1912 để phục vụ những hành khách đi tàu hỏa. Hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu về Ekiben, một món bento khá đặc biệt. Cái tên Ekiben còn có nghĩa là cơm hộp ăn trưa bán ở ga tàu, trong đó Eki có nghĩa là ga tàu và Ben là viết tắt của từ bento. Vì được bán ở ga tàu nên Ekiben vốn dĩ dành cho những hành khách đi đường dài, phòng khi có lúc thấy đói dọc đường thì có cái lót dạ.
Ekiben ra đời cùng thời với tuyến đường sắt đầu tiên ở Nhật Bản. Sự bùng nổ của Ekiben bắt nguồn từ nhà ga Yokokawa ở tỉnh Gunma. Tại đây có một loại Ekiben tên là Kamameshi, vô cùng nổi tiếng với khách đi tàu hỏa. Món này được hiểu là món cơm ấm, là một món cơm được nấu trong nồi sắt Kama. Nhà ga này từng là trạm dừng trung chuyển cho khách đến Karuizawa. Và để leo qua con dốc dựng đứng giữa Yokokawa và Karuizawa, người ta phải nối tàu với đầu máy diesel. Quá trình chuyển đổi này mất một chút thời gian. Và để tận dụng tốt khoảng thời gian này, Ekiben bắt đầu được bày bán cho những hành khách tại sân ga trong lúc chờ đợi. Tuy nhiên, kể từ khi Nagano Shinkansen đi vào hoạt động vào năm 1997, đèo Ushui gần đó đã bị đóng cửa và ga Yokokawa trở thành ga cuối, không còn khung cảnh hành khách đi mua Ekiben trong khi chờ nối tàu nữa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đến đây để khám phá và thậm chí là để tìm mua chính loại Ekiben ngày xưa ấy, để tìm lại một chút hoài niệm đã lùi vào dĩ vãng. Quy tắc bố trí hộp cơm bento. Đối với người Nhật, ngay cả một hộp cơm cũng ẩn chứa rất nhiều sự công phu, khéo léo của người tạo ra nó. Và giống như nhiều loại hình nghệ thuật khác, cách làm cơm bento cũng có những quy tắc cơ bản của riêng nó. Ngày nay, rất nhiều hình ảnh và video ghi lại quá trình tạo ra một hộp cơm bento đẹp mắt. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng bạn có biết rằng, để thực hiện một hộp cơm bento hoàn hảo, cũng cần phải có những kỹ thuật nhất định. Bento thường sẽ gồm 3 nhóm nguyên liệu chính. Một là tinh bột, 2 là đạm, 3 là chất xơ. Có 2 cách để chia tỷ lệ cho 3 nhóm thức ăn này. Một là theo tỷ lệ 4, 3, 2, 1, 4 phần cơm, 3 phần thịt, 2 phần rau và 1 phần dưa góp hoặc là các món tráng miệng. Hoặc cách thứ hai là chia theo tỷ lệ 1-1, 1 phần cơm và 1 phần còn lại với tỷ lệ 1 phần thịt, 2 phần rau. Mục đích của cách chia này chính là giúp cho bạn có một bữa ăn cân bằng về dinh dưỡng. Tuy nhiên, đấy là lý thuyết. Còn thực tế hiện nay thì tỷ lệ này đã được thay đổi, phụ thuộc theo sở thích cũng như nhu cầu của mỗi người thưởng thức. Quy tắc thứ hai là thêm nhiều màu sắc cho hộp cơm bento. Việc lựa chọn hộp cơm, cách bày trí món ăn thực sự có ảnh hưởng tới sự ngon miệng của người dùng bữa. Màu sắc thực phẩm càng đẹp sẽ càng khiến cho hộp cơm trở nên nổi bật và có nhiều giá trị dinh dưỡng. Màu trắng của cơm, màu vàng của trứng, của bắp, màu cam của cá hồi, màu xanh của rau củ, màu đỏ của cà chua tạo nên một sự tương phản đẹp mắt mà bạn có thể cân nhắc ưu tiên khi lựa chọn thực phẩm. Quy tắc thứ ba là sắp xếp các món ăn gọn gàng và chặt chẽ. Điều này rất quan trọng để các món ăn trong hộp không bị dính vào nhau. Kỹ thuật này nghe thì đơn giản nhưng lại khó, bởi trong một chiếc hộp nhỏ, người ta phải tính toán và cân nhắc để đặt đủ các món ăn đã chuẩn bị, sao cho thật khéo léo và tất nhiên là phải đẹp mắt. Ngoài ra, những hộp cơm bento còn được trình bày theo phong cách gọi là Kiaraben, tức là nhân vật bento. Kiaraben thường được trang trí để trông giống như các nhân vật nổi tiếng từ các bộ phim hoạt hình anime, truyện tranh manga hoặc trò chơi video. Một phong cách bento phổ biến khác là Okakiben, hoặc là bento hình ảnh. Bento sẽ được trang trí để trông giống như con người, động vật, các tòa nhà và tượng đài, hoặc các mặt hàng như hoa và thực vật. Việc làm ra một hộp bento đẹp và cách làm đẹp cho một hộp cơm bento không chỉ có ý nghĩa giải trí thông thường về phần nhìn khi thưởng thức, mà còn nâng cao giá trị cho mỗi bữa ăn vội vàng và cũng là cách để người dân Nhật Bản truyền tải cái đẹp văn hóa vào những góc đời bình dị nhất. Nhìn nhận một cách khách quan, cơm hộp không phải là duy nhất ở một nền ẩm thực nào trên thế giới. Nhưng với riêng Nhật Bản, phải công nhận rằng người dân xứ Hoa Anh Đào đã nâng tầm những hộp cơm nhỏ bé tầm thường lên tầm nghệ thuật trang trí và trình bày món ăn. Là món ăn rất đổi đời sống, rất đổi thường ngày, không cao sang hay cầu kỳ trong cách thưởng thức, nhưng bento là món cơm đặc biệt được coi trọng khâu trình bày. Có lẽ giá trị lớn nhất của cơm bento là ở tình cảm mà những người vợ, người mẹ muốn gửi gắm khi chuẩn bị hộp cơm cho những người thương của mình. Nếu chuẩn bị cho con cái khi đi học, người mẹ thường xếp hộp cơm thành những hình vui nhộn, sao cho hấp dẫn để con ăn được nhiều hơn. Còn khi chuẩn bị cơm cho chồng, người vợ sẽ gửi gắm tình yêu, niềm hạnh phúc gia đình trong từng hình ảnh mà họ xếp lên. Mỗi người sẽ có phong cách riêng, cách làm riêng, chất liệu riêng, có thể không ai giống ai khi trình bày bento, nhưng đều chung một điểm là tạo nên sự hấp dẫn riêng biệt và chất chứa nhiều ý nghĩa, mang theo nhiều tình cảm ở trong đó. Ngày nay, bento không chỉ là món ăn thường ngày của người Nhật nữa, mà đã trở thành món ăn được người Nhật tự hào giới thiệu với thế giới. Họ gửi gắm lời giới thiệu về đất nước, về con người, văn hóa Nhật Bản thông qua những hình ảnh được xếp trong hộp cơm, như hình mặt trời đỏ ở giữa, hình ảnh núi Phú Sĩ, hình ảnh hoa anh đào, hình ảnh những nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Văn hóa ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng ở sự tinh tế, cầu kỳ trong cách chế biến, trình bày, và cơm hộp bento chính là một điển hình.
Bạn có đồng ý không? Hãy cho chúng mình biết góc nhìn của bạn dưới phần bình luận nha. Đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nhiều câu chuyện ẩm thực thú vị trên khắp thế giới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.